Xin chào các bạn, bên cạnh mình đang là chiếc Audi A4 phiên bản 45 TFSI Quattro. Thì đây là một trong những cái phiên bản đang bán tại thị trường Việt Nam với giá đâu đó chỉ khoảng hơn 2,2 tỷ đồng. Thì bây giờ mình sẽ mời các bạn cùng xem chi tiết cái mẫu xe Audi A4 này có cái điểm gì đáng chú ý. Đây là phiên bản facelift nâng cấp giữa vòng đời của Audi A4 bán ra rộng rãi vào năm 2020 này. Chính vì vậy chúng ta sẽ có thể nhìn thấy được nhiều những cái nét thiết kế ở phần ngoại hình rất là đổi mới nếu như so với phiên bản cũ. Rồi ở đây là cái phần mặt ca lăng với cái thiết kế lục giác rất là truyền thống của Audi. Còn họa tiết ở bên trong thì các bạn có thể nhìn thấy đây là những cái nan giống như là cái hình lưới tổ ong rất là lớn. Và đây là cái phiên bản trang bị S-Line, tức là gói trang bị thể thao. Chính vì vậy có thể cái phần mặt ca lăng ở đây nó sẽ có khác biệt một chút xíu nếu như mà so với cái phiên bản thông thường. Ở đây sẽ có cái logo Quattro, thì đây là cái hệ dẫn động 4 bánh của Audi. Và chiếc xe này với cái phiên bản này được trang bị cái hệ thống dẫn động 4 bánh. Rồi ngay chính giữa thì vẫn là logo Audi rất là truyền thống, mà cái kích thước thì nó hơi nhỏ. Cá nhân mình thích nếu như mà cái phần logo này nó bự hơn chút nữa thì mình sẽ thích hơn. Còn bên dưới thì sẽ nhìn thấy cái camera 360 độ. Chiếc xe này có sẵn cái trang bị option camera 360 độ luôn. Rồi tiếp theo sẽ là cái phần cảm biến cảnh báo va chạm. Thì đối với những chiếc xe sang giống như là Audi đây thì những cái trang bị ví dụ như cảm biến cảnh báo va chạm phía trước, phía sau thì mình nghĩ nó rất là đầy đủ, sẽ không phải bận tâm thiếu những cái option như vậy. Thiết kế đèn trên Audi A4 thì mình nghĩ rằng nó vẫn có những cái sự nổi bật nhất định của cái thương hiệu Audi rất là nổi tiếng khi anh em có để đến những cái bộ đèn. Và như trên A4 ở đây thì nó cũng có một cái thiết kế rất là đặc biệt, nó sẽ có một cái xu hướng rất là tương lai và nhìn nó cũng rất là hiện đại. Ở đây sẽ là một cái phần mái nghiêng, còn bên trên sẽ là bố trí cái dải đèn chiếu sáng ban ngày cũng như là cái đèn đề mi. Đây chưa phải là hệ thống đèn ma trận cao cấp nhất của Audi, tuy nhiên thì đây là cái hệ thống đèn full LED và mình nghĩ rằng nó cũng đạt được cái độ chiếu sáng tốt và cũng như là cho cái ánh sáng đẹp. Như hồi nãy mình có chia sẻ thì đây là cái phiên bản trang bị S-Line, là cái gói trang bị thể thao ở phần bên ngoài nội thất. Chính vì vậy cũng sẽ có thể nhìn thấy được cái phần bumper ở đây có những cái thiết kế rất là góc cạnh, cũng như là cái phần ốp trang trí màu chrome ở bên cạnh đây, để nó tạo ra được cái dáng vẻ thể thao cho chiếc xe. Bây giờ mình sẽ xem cái phần động cơ. Thì ở đây được trang bị cái động cơ 2.0 lít tăng áp. Và cái khối động cơ này được tinh chỉnh để nó đạt được cái công suất là 245 mã lực. Nó tương ứng với cái phiên bản 45 TFSI, công suất nó có cao hơn một chút xíu nha. Cái mức moment xoắn tối đa mà động cơ này đạt được đó là 370 Nm. Và có một cái điều rất là đặc biệt nữa, đó chính là Audi sử dụng cái công nghệ điện lai nhẹ, công nghệ lai điện 12V. Nó sẽ bổ sung cái khả năng moment xoắn cho động cơ ở cái vòng tua thấp. Cái moment xoắn cực đại của Audi A4 đạt được ngay ở cái giải vòng tua 1.600 vòng. Thì đây là một cái điểm rất là đáng chú ý khi mà chúng ta có thể đạt được cái mức moment xoắn tối đa ngay từ những cái giải vòng tua thấp. Và hộp số trang bị trên Audi A4 phiên bản này đó chính là cái hộp số S-Tronic 7 cấp. Ngoài ra, cộng với cái khả năng dẫn động 4 bánh Quattro nữa thì cái động cơ này nó có thể giúp chiếc xe nặng hơn 1,5 tấn này tăng tốc từ 0 đến 100 trong vòng 5,8 giây. Thì mình nghĩ đây là một cái con số cũng rất là ấn tượng và nó cũng rất là tương đồng với những cái mẫu xe Đức nói chung tại thị trường Việt Nam. Và Audi A4 sở hữu cái kích thước chiều dài là 4m762 và chiều dài của cái trục cơ sở là 2m82. Thì đây có thể nói là một cái kích thước gần như là rất là tiêu chuẩn cho những cái mẫu xe gia đình cỡ nhỏ ở châu Âu, và Audi cũng không ngoại lệ. Và với cái kích thước này thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy chiếc xe có một cái vẻ rất là thon, rất là trường xe. Rồi ở đây mình nhìn thấy cái logo S-Line, thì mình chia sẻ rồi, đây là một cái gói trang bị thể thao dành cho những khách hàng có tùy chọn. Và Audi ở Việt Nam cung cấp đến cho khách hàng những cái gói tùy chọn option riêng. Các bạn có thể tùy thích chọn những cái trang bị mà các bạn muốn. Bánh mâm trang bị ở đây là bộ bánh mâm 10 chấu, kích thước là 18 inch và có phần cái phay mặt ở bên ngoài, nó lộ cái màu kim loại. Hy vọng là nó sẽ rất là nổi bật khi mà đi ở ngoài đường. Kích thước bánh trước ở đây là 245-40. Phần gương chiếu hậu ở đây thì mình thấy có trang bị chống chói điện, chống chói tự động, cũng như là cái phần tích hợp giải đèn xi nhan ở đây. Cái họa tiết nó cũng rất là đẹp.
Bên dưới thì vẫn sẽ là cái camera 360 độ cùng với cái camera đằng trước cũng như là đằng sau để nó tạo thành cái góc nhìn 360 độ cho chiếc xe. Và phần tay nắm cửa cũng được trang bị 4 cảm biến mở cửa thông minh. Chúng ta chỉ cần cầm chìa khóa và đi lại gần xe, đưa tay tới để có thể mở cửa cũng như là chạm vào cái phần cảm ứng ở đây để có thể khóa cửa lại. Đây là cái cách mở cái cửa trên Audi A4. Đó, cái tay nắm cửa nó sẽ chạy ngược lên một chút xíu. Về cái phần thiết kế bên ngoài của Audi nói chung, mình sẽ nhìn thấy một số những cái điểm mà rất là trau chuốt cũng như là tạo được cái một cái dáng vẻ rất là riêng. Mình sẽ có thể nhìn thấy những cái đường nét gấp, nhìn nó có một cái gì đó nó rất là đặc trưng và nó tạo được cái sự mạnh mẽ cho chiếc xe. Hơi khác so với cái bộ đèn phía trước một chút xíu, tại vì mình nghĩ là cái bộ đèn phía trước nó chưa đủ đậm màu. Còn đối với cái phần đèn phía sau thì tuyệt vời, quá đẹp luôn. Bên trên đây sẽ là cái phần giải đèn đề mi, nó sẽ sáng như thế này và rất là đậm màu. Còn một cái mí nhỏ ở bên dưới sẽ là cái phần đèn xi nhan, và như các bạn có thể đang nhìn thấy hình ảnh thì đó là cái cách mà nó sẽ sáng lên khi mà chúng ta sử dụng nó. Ngoài ra thì vẫn sẽ có những cái phần trang bị như là cảm biến cũng như là camera rất là cơ bản rồi. Và chiếc xe này được phối cái màu xanh và những cái phần ốp trang trí nó lại là màu nhôm, nhìn nó cũng rất là sáng. Nếu như các bạn quen với Audi thì chỉ cần nhìn cái số 40, 45, 50, 55 thì sẽ biết được cái sức mạnh của chiếc xe. Và công nghệ TFSI của Audi cũng như là công nghệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Quattro. Và chiếc xe Audi A4 như cái phiên bản ở đây cũng được chủ nhân tùy chọn cái gói trang bị dẫn động 4 bánh này. Thì mình cũng rất là thích cái công nghệ này, nhưng mà rất tiếc là chưa được trải nghiệm nó ở trên cái mẫu xe nhỏ như là Audi A4 bao giờ. Nhưng mà về trên nguyên lý thì rất là tuyệt vời. Bên dưới là cái phần cover của cái ống xả bằng kim loại, màu kim loại luôn. Và kích thước rất là lớn. Và nó được bố trí rất là đối xứng cả hai bên, và ống xả cũng là hệ thống ống xả kép. Bây giờ mình sẽ mở thử cái phần cốp phía sau của xe. Rồi, ở cốp có cái phần trợ lực nó búng lên rất là êm, nhưng mà đây là cái phần trợ lực thôi, không được trang bị cốp điện. Cảm giác khi mà mình nhìn vào nó rất là sâu, và cái thể tích mà nó đạt được là 460 lít. Thì đối với cái thể tích này thì theo cá nhân mình thấy là nó cũng đủ rộng, mình có thể để ghế trẻ em cũng như là rất là nhiều hành lý ở đây. Tại vì chiếc xe mà mình đang sử dụng ở nhà cũng có dung tích cốp chỉ khoảng 450, 460 nhưng mà rất là thoải mái để xài. Bên dưới là cái phần bánh sơ cua. Chiếc xe vẫn được trang bị tiêu chuẩn sẵn theo một cái bánh sơ cua. Khi mà vừa vào cái không gian nội thất phía sau của Audi A4 thì mình thấy cái cảm giác nó khá là rộng, nhất là như cái phần ở trên đầu. Chiều cao của xe chỉ khoảng hơn 1m4 thôi. Hồi nãy thì mình còn nghi ngờ, nhưng mà khi mà mình vào bên trong xe mình ngồi thì cảm giác rất là thoáng. Cũng như là cái phần thiết kế của ghế ngồi, nó có một cái độ nghiêng. Cái phần chúng ta ngồi nó có một cái độ nghiêng như vậy, tạo cho chúng ta cái độ ngả lưng rất là tốt. Và cộng thêm nữa đó chính là cái khoảng sáng để chúng ta có thể để chân cũng rất là lý tưởng luôn. Chính vì cái tư thế mà mình ngồi nó nghiêng như vậy đó, nên là cái phần chân thì rất là thoải mái, rất là khó để có thể đụng được ở phía trước. Mình tin rằng với những bạn cao lớn như 1m75 trở lên thì vẫn có thể ngồi cái không gian này một cách thoải mái. Tiện nghi thì ở đây thì vẫn sẽ có cái bệ tì tay nè, cũng như là cái phần khay để ly nước. Và ở đây sẽ là một cái hộp nhỏ nữa. Đó. Rồi. Audi họ thiết kế những cái bộ phận này nó đóng mở nó theo một cái logic gì đó để rất là gọn gàng. Còn phía bên tay phải là cái phần ở bên cánh cửa của mình đây thì có phần ốp trang trí bằng kim loại. Cái này là bằng kim loại thật sự và nó có những cái vân. Khi mà chúng ta sờ tay vào thì chúng ta có thể thấy cái độ nhám của nó và cái độ lạnh của nhôm, tạo cho chúng ta cái vẻ gì đó rất là cao cấp. Còn đây là cái phần rèm che nắng, kéo đóng mở bằng tay, đóng mở thủ công thôi. Ở khu vực trung tâm đây thì sẽ là cái phần cửa gió máy lạnh. Và ngoài cái việc điều chỉnh những cái hướng gió ra thì còn có thể điều chỉnh luôn được cái phần nhiệt độ thông qua hai cái phím bấm cộng trừ nhiệt độ ở đây. Như vậy thì cũng rất là tiện nghi. Ở đây sẽ có cái phần sạc tẩu thuốc 12V.
Và đối với những cái xe dẫn động cầu sau hay đối với chiếc xe này dẫn động 4 bánh thì chúng ta sẽ bị mất một chút cái không gian ở giữa đây, vì nó sẽ chứa cái bộ phận chuyển động về cái cầu sau. Cái này thì đành phải chấp nhận thôi, nhưng mà để mình ngồi thử xem nó như thế nào. Ok. Rồi. Về phần tựa lưng thì nó cũng giống như hai cái ghế kia. Tuy nhiên cái phần mút mà mình ngồi xuống nó sẽ có phần hơi thô hơn, nó sẽ hơi cứng hơn. Còn với cái dạng người nhỏ như mình thì có thể để chân như thế này. Nếu như mà có hai người hai bên thì chắc chắn là sẽ bị vướng rồi. Nhưng mà cũng không đến nỗi nào lắm. Chỉ có cái phần lưng và mình sẽ bị cao lên chút xíu. Nếu như mà ai nhỏ như mình ngồi thì ok, còn to hơn thì mình nghĩ là sẽ gặp vấn đề đó. Như các bạn có thể thấy, cái phần mà mình đang để chân duỗi gần như là thẳng luôn. Đó là cái tư thế mà mình chỉnh ghế để khi hồi nãy mình quay cái hàng ghế sau. Như vậy để cho các bạn dễ hình dung cái không gian sử dụng của cái xe hơn. Còn trang bị cho cái ghế đây thì sẽ có trang bị ghế chỉnh điện này, cho cả ghế phụ này. Rồi phần bơm lưng ghế đó, cũng như là một cái nút bơm nhanh cả hai vị trí. Ở phía trước thì sẽ có được bố trí cái phần cửa gió máy lạnh nằm ngay cái phần bên hông ở đây. Và nó chạy một cái đường dài xuyên suốt từ bên phải qua đến bên trái luôn. Đó, một cái thiết kế này nó cũng cho một cái cảm giác nhìn đó nó rất là hiện đại. Ở phần bên dưới, phần ốp trang trí thì vẫn là cái phần ốp bằng kim loại. Đó, và những cái vân sờ có thể cảm nhận được khi mà chúng ta sờ tay vào. Đó, một cái logo Quattro. Đây là cái logo của hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và Audi rất là tự hào về nó. Công nghệ này nó cũng nằm top rất là cao khi mà ở những cái bài so sánh thực tế. Rồi, bên dưới là cái phần hộp chứa đồ. Đây có một cuốn sách. Đây thì mình để giấy tờ cũng như là một số những cái vận dụng ít khi sử dụng tới. Ở vị trí trung tâm sẽ là một cái màn hình giải trí dạng cảm ứng. Chúng ta có thể thao tác bằng cảm ứng. Đó, và với thế hệ mới thì nó phản hồi với tay của chúng ta rất là nhạy. Cái màn hình nó rất là nhạy, tương đồng như chúng ta xài smartphone vậy đó. Đó, và cái kích thước màn hình ở đây sẽ là 10.1 inch. Và cái khả năng kết nối thì hiện tại nó đang còn hơi hạn chế một chút xíu, tại vì những cái tính năng chưa được mở hết. Ví dụ như tính năng Apple CarPlay ở trên chiếc xe này thì nó đã có ngầm nhưng mà nó lại chưa được kích hoạt. Những cái vấn đề này thì khách hàng có thể sẽ connect trực tiếp với Audi và có nhu cầu sử dụng thì sẽ kích hoạt những cái tính năng đó lên. Bên dưới sẽ là cái phần điều khiển máy lạnh. Thì nhìn chung ở bên ngoài Audi sẽ không có thiết kế cái gì quá đặc biệt nổi bật ở cái khu vực này. Tuy nhiên từ những cái phần tiểu tiết nhỏ, ví dụ như khi chúng ta vặn điều chỉnh máy lạnh chẳng hạn, các bạn có thể nghe thấy cái tiếng. Đó, nó là những cái tiếng giống như là tiếng clicky khi mà chúng ta xài phím cơ. Đó, và khi mà thao tác thực tế thì cái tiếng nó phản hồi lại như thế này rất là đã. Đó, và cho mình cái cảm giác chắc chắn cũng như là cao cấp. Ở đây sẽ là 5 cái phím điều khiển, nó không có bất kỳ một cái biểu tượng nào hết. Nhưng ở đây là những cái phím cảm ứng, khi các bạn chạm vào thì cái màn hình ở bên trong nó sẽ đưa cái biểu tượng nó to lên để cho các bạn biết rằng các bạn sẽ chỉnh cái gì. Đó, khi các bạn chạm vào bên đây, đó, nó sẽ hiển thị 3 cái chế độ tắt mở máy lạnh hoặc là mở tối đa. Rồi chạm bên đây nó sẽ hiển thị lớn cái biểu tượng cánh quạt lên, thì có nghĩa là điều chỉnh cái mức gió. Đó, chúng ta có thể gạt lên gạt xuống hai chiều khác nhau. Rồi bên đây sẽ là điều chỉnh cái phần vùng máy lạnh, thì cái này nó có 3 vùng và các chế độ. Còn bên đây là chỉnh cái hướng gió cho bên kia. Đó, và tương tự như vậy thì những cái phím bấm này nó cũng có cái phản hồi clicky rất đã. Mình xin phép được gọi nó là clicky. Đó, nhìn thì rất là đơn sơ thôi, nhưng mà khi mà tương tác bằng tay xài rất là đã. Còn cái hàng nút ở bên dưới này thì nó liên quan đến cái vận hành của xe nhiều hơn. Ví dụ như tắt cái phần cảm biến, tắt chống trượt, tắt phần tự động, tắt động cơ. Và cuối cùng ở bên trái đây thì là nút chuyển đổi các chế độ lái. Những cái chế độ lái kết hợp Comfort Auto, Dynamic hay là InVideo. Audi cũng cung cấp rất là nhiều những cái chế độ lái khác nhau. Đó, và như cái chế độ InVideo thì các bạn có thể tùy chỉnh được các mức độ của
các loại khác nhau, ví dụ như là vô lăng phuộc hay là phần động cơ hộp số, rất là nhiều ha. Bên dưới đây sẽ là cái phần bố trí nút khởi động, và nó hơi khuất chút xíu đó. Và cái nút khởi động này nó cũng có cái tiếng phản hồi lại đó. Mình rất là thích cái thiết kế như thế này đó. Và đồng thời mình phát hiện ra cái phần bên đây, phần bên hông đây, tức là cái phần khi mà chúng ta ngồi điều khiển xe, cái đầu gối sẽ chạm vào, nó cũng được bọc da hoặc là giả da nhưng mà mềm đó, không phải là nhựa cứng đó. Mình thích những cái chi tiết như vậy. Rồi tiếp tục ở đây sẽ là khay để ly nước, không có nắp đậy đó, chúng ta chỉ việc để lên thôi. Còn ở đây sẽ là một cái ngăn nhỏ, chúng ta để vừa chìa khóa, thì nhân tiện đây sẽ là cái chìa khóa của Audi A4 thế hệ mới, mạnh mai chắc chắn. Cái này bọc da nữa thì ok. Đây là cái cần số điều khiển chính, bên trên sẽ được bọc cái phần da cao cấp. Và đây là cần số điện, chính vì vậy các bạn dù để ở vị trí nào cũng có thể gạt nó tới lui, tất nhiên là cái phần số nó sẽ không chuyển. Và mỗi lần chuyển số thì chúng ta sẽ mở khóa ở bên hông đó. Và cái nút bên hông nó cũng có cái tiếng click phản hồi lại cái tay cũng như là cái tai. Bên dưới sẽ là hai nút, đó là phanh tay điện tử và cái chế độ auto hold đó. Gần như cái khu vực này rất là ít nút bấm, rất là phẳng. Và mỗi một xe sẽ có một cái thiết kế khác nhau, như Audi đã chọn cách đó là rất là đơn giản. Và bên đây thì là nút điều chỉnh âm lượng hết, không có quá nhiều phím bấm, không có khiến chúng ta phải phân tâm hay là bối rối mỗi khi mà chúng ta sử dụng, quan tâm đến khả năng lái xe nhiều hơn. Ở đây vẫn là cái vô lăng ba chấu, cái kiểu thiết kế kiểu thể thao, và bọc da phần bên ngoài thì bọc da rất là cao cấp, và những cái đường chỉ nó để lộ cho chúng ta nhìn rất là rõ ràng đó. Đây cũng sẽ là một tạo một cái phong cách cho cái người lái xe, cũng như là khi mà cảm giác nhìn vào nó có cái độ cao cấp. Vẫn trang bị cái lẫy chuyển số ở hai bên và những cái phím tắt để điều khiển các chức năng đó. Và cái kích thước tổng thể của vô lăng thì nó không có quá to, nó vừa phải thôi, mình thích nó cũng kiểu kiểu như vậy. Rồi ngay chính giữa sẽ là cái bảng đồng hồ, thì nó là sự kết hợp giữa đồng hồ LCD và đồng hồ cơ. Để mình sẽ mở nó lên đó. Theo như cá nhân mình á, những chiếc xe Audi hay là những chiếc xe hạng sang bây giờ đều được trang bị cái màn hình full, toàn bộ đều là điện tử rồi. Nên nếu như khách hàng không thích cái thiết kế truyền thống như thế này thì có thể option cái màn hình điện tử hoàn toàn kích thước 12.3 inch đó. Nó sẽ trông nó hiện đại hơn và đẹp hơn rất là nhiều. Thì cái này là sở thích cá nhân thôi. Còn công năng sử dụng thì mình nghĩ rằng cái cơ bản này cũng rất là tốt. Ở đây thì cũng có thể điều khiển các chế độ hiển thị khác nhau của cái màn hình LCD ở bên trong đó. Đối với khách hàng lựa chọn Audi A4 thì theo mình thấy rằng họ có một cái điểm gì đó rất là khác biệt, thể hiện nhiều cái sự khác biệt so với phần đông những chiếc xe khác. Và riêng Audi theo như cảm nhận cá nhân của mình, nó cũng đã giữ được những cái vẻ đẹp cũng rất là khác biệt. Nó có một cái nét gì đó rất là thể thao nhưng cũng rất là mềm mại. Và mình nghĩ rằng những khách hàng lựa chọn Audi thì họ cũng sẽ có những cái lý do riêng để lựa chọn chiếc xe đó. Và đặc biệt với cái chính sách bán hàng của Audi tại Việt Nam thì tất cả những chiếc xe đều có thể được tùy chọn option riêng, từ những trang bị bánh mâm, đèn hay là trang bị nội ngoại thất khác. Và ngay như cái màu sơn của chiếc xe cũng là một cái màu có thể tùy thích theo cái sở thích cá nhân của người đó. Và đối với chiếc xe A4 45 TFSI Quattro này với giá đâu đó chỉ khoảng hơn 2,2 tỷ đồng thì mình nghĩ rằng nó cũng rất là hợp lý, và nó cũng là một cái lựa chọn rất là sáng giá để chúng ta thể hiện cái sự khác biệt. Và đó là những cái gì mà mình muốn chia sẻ trong cái clip về chiếc Audi A4 45 TFSI này. Xin chào và hẹn gặp lại.